Ở bên kia. Bên kia. Cho em hỏi cái câu này, cái là hỏi cái biểu cho. Tượng này nó có ý nghĩa gì anh? Biểu tượng này hả? À, biểu tượng nó có ý nghĩa gì? Trái tim là Phật, tâm mình là Phật. Cái này là chữ thập hướng thượng, bình đẳng hướng thượng. Cái dấu này là dấu của Thượng Đế, cha của Chúa Giêsu. Thời nay tất cả nhân loại gom về trong tương lai một đạo, đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, tất cả các đạo sau này sẽ thành đạo này hết. Vì nhân loại sẽ được upgrade lên 5D. Là vì chúng ta đó cứ tranh giành Thượng Đế với Chúa mà giết nhau ở bên Trung Đông. Hôm nay chỉ có thời vàng kim, gọi là thời trong kinh Khải Huyền của bên anh nó có nói đó, là hôm nay sẽ có một cái đạo mới ra đời, sẽ thống nhất tất cả các đạo. Vì bên Hồi giáo và bên Công giáo, họ không có tin thần hồn đi chuyển thế từ xác nam qua xác nữ, hoặc nữ qua nam, hay là người Do Thái qua thành người Việt, tóc vàng thành tóc đen này, phải không? Họ không có tin. Là vì ngày xưa Chúa thời đó còn mặc áo da cỏ mà. Hiền lành nha con hiền lành nha con, chỉ vậy thôi. Chứ Chúa không có một cái pháp môn nào ngồi thiền, hay là một cuốn kinh nào, hay một cái process nào để mà cho con người cao hơn nữa. Thì từ đó tới ngày hôm nay đã 2000 năm, con của Chúa chỉ là biết là làm bao nhiêu tội ngoại tình không biết bao nhiêu lần, cắm sừng trọng biết nhiêu kiểu luôn. Rồi cuối cùng cái cuối tháng hả, gì cái lời xin tội đó, cái con cha đứng ngay cái bức màn nhung, bức cái màn á, ông ngồi ông nhai xin gom ở ngoài này á, con xin lỗi nghe là con ngoại tình vậy, cái em cha nó rồi xóa tội. Chuyện nó không có xóa dễ như vậy, cái nghiệp nó vô ăn lại gia thức, cái a lại gia thức của mình là trí nhớ, tự mình làm đau khổ mình trước khi mình làm sai chồng mình. Cho nên ngày hôm nay Thiên Tâm ra đời để lên lớp từ trung học lên đại học bên Công giáo, cả bên Hồi giáo cũng là từ nguồn gốc của Công giáo, từ Abraham. Trong tương lai tất cả người Mỹ, người Việt trên thế giới chỉ có một đạo và biết có nhân quả và biết có nghiệp. Mình làm gì thì tự mình phải lãnh cái nghiệp đó. Trước tiên á, mình nhớ những cái chuyện mình làm sai thôi, là mình ngủ không xong là cũng là nghiệp rồi, mình hối hận á. Cho nên đạo này là gọi tóm lại trả lời câu anh là giống như Công giáo là trung học, Tin Lành là cũng trung học, bữa nay lên đại học ra tiến sĩ. Đạo trời pháp Phật thờ chỉ có một đấng độc giác thần Thượng Đế duy nhất, đó là ông trời, cha của tất cả muôn loài. Phật Thích Ca mang thân người cũng là con của Thượng Đế, nên nhớ. Nhưng mà mấy ông Phật, mấy ông thầy chùa thời nay không có hiểu, không có coi Thượng Đế là ra gì hết, cũng là sai. Bên Công giáo thì không có một cái pháp môn nào, Chúa hồi xưa có 3 năm chứ nhiêu, không có cúng kinh. Chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta mới biết được chúng ta có linh hồn, và chúng ta có thể extra cái linh hồn chúng ta, và có thể đi thác cái body để mà communicate với những vị siêu hình, để chúng ta biết được cái gì thật, cái gì giả. Còn bây giờ ma quỷ nó bịt mắt bịt mũi, nó nói Hồ Chí Minh là Phật, cả 100 triệu dân tin là Phật. Hồ Chí Minh cầm cục gạch nung nóng đỏ trong tay thì nó cũng tin, tại vì chúng ta không có thần thông. Kiệt này có thần thông đó, ai thật ai giả Kiệt biết. Thì tóm lại anh hỏi cái dấu thì trả lời dấu, đi vòng vòng hơi sai. Đạo trời pháp Phật, cái tâm cái tim á, nó mình đi ngược không đi lên. Mỗi ngày Thượng Đế tức là cha của chúng ta, tất cả nhân loại đều là con của Thượng Đế, thì phải hướng về cha hướng thượng, chứ chúng ta không có thể ở thế gian làm người hoài. Anh á, hên á, năm nay á, kỳ này á, anh mang thân này, đâu biết kỳ sau anh làm thân phụ nữ rồi bị bầm dập đâu. Hoặc là tức là anh, cái hồn của anh là bất diệt, nhưng mà anh làm cái gì là nó đều ghi nhớ trong cái lại giới thích, cũng giống như cái điện thoại, giống như con sim vậy đó. Thì con sim máy iPhone 10 có thể đổi qua 15 được mà, thì y chang những cái thần hồn chúng ta. Mà bên Công giáo không có biết cái đó, chỉ có hai cuốn kinh Tân Ước và Cựu Ước, đã sai 800 điều trong đó. Khi học Công giáo đó.
có cái gì sai đâu. Hồi xưa ông Ogle ông nói trái đất tròn. Mấy ông mà công giáo mày dám phản Chúa. Chúa nói trái đất là vuông dẹp. Chúa nào nói? Chẳng qua là họ dùng cái đạo để họ thống trị Âu Châu, chém đầu ổng liền. À có chết, trái đất vẫn tròn. Ai gái mình nói nhiều đạo mày không về gì ứng. Muốn nói tới chiều cũng nói. Cái sai này có thể nhìn qua cái góc cạnh khác được không anh? Anh phát biểu khoa học gia mà trời ơi. Không dám. Theo cái nhìn riêng thì đương nhiên là mỗi cá nhân có một cái nhìn và cái quan điểm riêng. Thì nếu mà nói với một cái cách mà để enhance cái ý thức của anh thì theo tôi nhìn bên phải bên trái đúng và sai. Cái đó là anh cũng là sáng kiến á. Cái đúng và sai đó, cái hình ảnh hiện tượng của tim này nó như thế này. Thì this is the focal point. Cũng đúng á. Và cái focal point này, cái trọng tâm của cái focal point này á, nếu mà anh nói liền cái life is a balance. Cuộc sống của người nó có cái balance. Khi mà anh nói cái nhìn mà nói như thế này á, thì cái đúng và sai nó đến đây nó sẽ thành kinh nghiệm. Dạ, anh muốn em sửa lại. Dạ không. Cái này mình... Để anh giải thích. Dạ. Cái này không phải là mình nói. Dạ. Mà Thượng Đế nói. Dạ. Cho nên nếu mà mình khôn hơn Thượng Đế thì mình đổi ý của Ngài. Ngài gọi cái này là thiên là ông trời nha. Dạ. Tâm là Phật. Thì đạo trời Pháp Phật. Cái này nó có từ năm 1979. Cái này đã cứu nước Việt Nam khỏi chết hàng thứ nhì Covid. Trong nãy năm 2019 không? 19-20. Cái dấu hiệu này đã gãi khắp nước Việt và đã cứu rất là nhiều ý mà cho cái thời hiện tại này. Ai đeo dấu này tâm sẽ bình an, sẽ vượt qua. Chúng ta đang sống vào một cái giai đoạn gọi là nằm ở trong cái lồng sắt của quả địa cầu, nó náo động. 4-5 thằng nó đang điên ở ngoài á, thì cả quả địa cầu 8 tỷ người cũng đang điên theo nó đó, bởi mấy thằng khùng mà sắp sửa bấm nút á. Cái bên này đó là cái sự kết nối để mà tạo cái trọng tâm. Anh hiểu thôi, anh có nghĩa là biết thì cái anh có idea chậu ở nhà không? Không, anh có ý kiến không? Cái đó nó còn nằm trên cái bông sen đó kìa. Bông sen là tượng trưng cho Pháp Phật. Tại vì đạo trời Pháp Phật. Nhưng mà cái bông sen là cái nền sen, là nền tảng. Cái bông sen này Á Châu, trong tương lai á, người ngoại quốc là chỉ đeo giống như kiệt thôi. Thay vì đeo cái thánh giá, thêm trái tim nữa. Chúa sẽ nói các con sẽ được lên lớp rồi. Ta xuống ta cứu các con. Nhưng mà khi ta trở lại, các con sẽ không bao giờ nhìn, biết và thấy được ta. Bởi vì Chúa mới nói, phước cho ai không thấy mà tin, và tiếc cho ai thấy mà vẫn không tin. Chúa sẽ trở lại mà. Giờ Chúa đâu? Chúa của anh đâu rồi? Tôi thấy được bằng mắt thường, phải thấy bằng mắt tâm linh mới được thấy được. Chúa đang ở đây. Phước cho ai không thấy mà tin, tiếc cho ai thấy. Để đẩy ra tao quên. Xin phép em đi. Chào nghe. Yeah. Nhớ giữ vợ cho kỹ nghe, ông Phương nó lanh lắm. Ông hiền quá. Đi ra đường á nó giỏi nhiều thằng á. Anh nói rồi. Lo tơ mơ là anh ẹt giùm cái gì đâu mà anh sợ. Gắn giữ vợ anh vừa đẹp mà vừa giỏi. Ok nha. Đoàn mình đi trở về đi nhá. Ủa có phải đi cùng đoàn bộ lai không anh? Tại có nhiều lần con cũng có text message cho chú Kiệt á. Bên anh Kiệt cũng chung bên text xịt. Nhưng mà cũng mùa xuất hiện lâu rồi, nói có dịp nào để gặp được chú Kiệt. Hâm hò á, hâm đục. Dạ, hâm là phải mộ. Tại vì con tin vào cái... Ngày xưa á, con có từng nghe một vị sư có giảng, nhất là bên đạo Phật, con bên đạo khắc sĩ. Thì mới giảng là nói ước gì rồi một ngày nào trên thế giới này có một cái đạo nào đó ra đời để thống nhất các cái đạo lại, để cái sự mà đúng sai khác nhau khỏi xây cái mâu thuẫn trong đạo. Thì con nói trong lòng con nói ước gì có một cái ngày nào có cái đạo đó. Cái từ những năm như đây, từ khi đạo mà Thiên Tâm ra đời, con nói, khi mà chú Kiệt nói thì thống nhất giữa cô đạo bên Thiên Chúa với bên đạo Phật, con nói ủa, cái này mình đã từng nghe một vị sư kia giảng rồi, hôm nay nghe chú Kiệt nói
đó là lý do bắt đầu từ đó con mới hâm mộ chú Kiệt, nên cái lần con cũng có thấy cái chú Kiệt đó, không có dịp nào con qua Cali con sẽ lên thiên Lâm Sơn để gặp chú Kiệt. Thôi. Bây giờ dạ. Dạ. Bây giờ em muốn làm đệ tử để em đi xin thôi, đừng có hỏi nhiều và nói nhiều. Dạ không, ôi chết cha, đang là qua lái mà qua đây mất công. Đâu có offline là một cái chương trình về dẫn dắt về kinh tế chứ không phải là đạo anh. Ông kia ông gán làm đi, 20 triệu đệ tử của anh sẽ theo qua lại hết. Cái này em nói là... Mà trong đệ tử của anh toàn là bộ trưởng và đảng viên không nghe. Anh nói thiệt á, bên Việt Nam á, đeo cái dấu này mấy ông Việt Nam bự đeo quá trời dạ. Luôn á. Nên em nói là cái duyên á, rồi xong cái gặp qua đợt này gặp duyên là chị Phương. Không người thường đeo đâu. Chị Phương nói là hôm nay chú Kiệt qua nên tính là con tính về tối hôm qua chạy về lại Dallas rồi, nhưng mà tôi phải dành chút thời gian để gặp chú Kiệt. Để đó là cái mà con làm đệ tử hả? Đúng muốn rồi. Làm gì? Không, con chỉ, tức nghĩa là con chỉ hâm mộ chú Kiệt thôi. Ok, còn con, để không, để mình dạ. Thích. Thiên tâm á, nó có hai cửa, cửa tây và cửa đông. Cửa tây là thiên tâm mấy đứa đệ tử này, phụ nữ rồi không tu thành tiên. Cửa tây á, là những người không hề biết tu hành, vẫn bình thường phải không, nhưng mà có lòng yêu nước vô thiên việt. Tại vì trên mới vừa ra lệnh có một cái đảng gọi là đảng thiên việt để làm một cái shadow go mình. Khi mà cơ trời đi đúng á, là cái này về nắm chính quyền quốc gia thì thấy anh cũng thấy được chân thưởng. Dạ, cha sẽ cho. Dạ. Thì sẽ muốn vậy thì đón trên online nó có những cái đơn để điền để gia nhập đảng thiên việt. Đảng này đảng của thượng đế chứ không phải là thiên tâm là gõ mỏ đọc kinh, còn kia là cầm kiếm. Em dạ. Tướng này chưa tu đâu, để tới 70 phải tu. Cho nên có mấy ông này vô thiên việt được tận cửa đông. Không cần biết về thiên tâm, không cần biết về dấu hiệu, chỉ cần biết có tinh thần chánh nghĩa yêu nước để mà làm mối việc cường thịnh, đó là thiên việt. Dạ. Thì thấy anh cũng có tương lai thiên việt. Dạ. Con cảm ơn chú Kiệt. Nhưng mà cả hai đảng đều là do mình là founder. Dạ. Kiệt vẫn là sáng lập ra cái dấu hiệu này. Thiên việt là cái dấu hiệu nó tương tự vậy. Chưa có finalize approve nhưng mà đại khái để cho anh có cái hiểu không? Yeah. Đại khái nó giống gì nè, thiên việt thiên việt sau này thống lãnh thế giới và đảng viên cũng có thể gia nhập thiên việt. HO càng phải gia nhập khi những nhà trí thức, nhưng mà này chưa nghe, mình phải trình về. Còn Hoàng Sa Trường Sa mình phải lấy lại nghe. Đó là vậy, da vàng máu đỏ phải không đó, chữ việt nè, ôm trải đề cầu nó vậy đó, thiên việt. Nên anh đeo dấu này hay hơn dấu đó. Yeah. Hợp hơn. Yeah. Chào đi. Okay. Đang làm cái cương lĩnh. Yeah. Để có cương lĩnh sẽ bỏ anh mạng. Yeah. Thì ai gia nhập á thì sẽ gia nhập. Anh uống gì? Thiên việt. Thần kiên uống nước. Tại vì lớn tuổi như phụ nữ lớn tuổi á. Yeah. Vô thiên tâm được như bác này chấp về trời vô thiên tâm. Chúc sức khỏe anh chị. Anh sẽ qua bên Thiên Lâm Sơn. Dạ, cô đi ngõ này nè cô. Dạ. Chiều nay anh vẫn ở trong nhà hả? Cái gì chiều em rảnh chạy vô? Ừ, vô nhà chơi nói chuyện nhiều. Dạ. Nó là tối hôm qua em cũng qua nhưng mà nói thiệt nha. Trời. Vừa mệt mà xe của đệ tử anh đại nghẹt à, không có chiếc xe nào chở em vô. Đứa em bự con quá à, đứa nào nó nhí không? Nó hỏi kêu là em ngồi lên đùi nó được không? Nó sao ngồi lên đùi được? Xin anh thôi. Chiều nay mấy giờ để hẹn là đọc? Không, mình phải đi làm xong cái chuyện. Xong việc cái đi rồi. Dạ, mới quay lại. Ngày mai mình mới về mà. Ok. Chị mình chào anh. Anh ngày mai cũng về. Mai anh kịp về. Thứ bảy á, chiều tối cho anh về. Đi em nhà. Về Cali. Chiều em qua Thiên Long Cung. Thăm Thiên Long Cung. Dạ. Thì anh chạy đi làm công việc tí xíu thôi. Đó, hôm nay là do đáng thiên việc được. Tại vì cơ trời đi rất là đúng. Tại vì lấy ân báo quán, khi mà quốc gia sụp đổ nó sẽ sụp đổ, làm sao là thống nổi chứ thường dân cộng mà sắp gãy thì nó dựa ai, thì lúc đó cái sao rồi sẽ có chức có vụ, rồi lúc đó dùng cái chánh nghĩa để cho dân đừng có lên giết công an đừng có giết mấy thằng cấp trên, tại tụi nó sẽ đổ máu, quốc gia sẽ nổi loạn. Như vậy thì cái criteria để vào thiên việt là thế nào?
nó có cái cương lĩnh Look on online, hiện giờ đang build cái website đó. Tại việc làm theo lệnh bề trên không, sứ mệnh thôi là giờ cứ phiên Việt nó khác hơn những cái đảng của Việt Tân hay những cái đảng phái ở Mỹ. Là vì dân tộc, vì hòa hợp dân tộc, không có gì cho phe phái nào hết. Là một người có chân mà làm nhiệm vụ, chứ không phải vì lòng tham. Nếu mà một người phải dùng từ bi, đức độ và bác ái để mà lập lại một cái xã hội mới trên nước Việt. Và anh nhìn tôi nói là có thể vào... Nhìn nó mỗi anh tôi biết anh là ai rồi. Không dạ. Rồi ông bạn... Nhìn tướng anh tôi biết anh là ai hết rồi. Dạ, không dạ. Ông bạn tôi với anh nghĩ là đi cùng vào Thiên Việt đi một đường không ạ? Sau này người Trung Quốc sẽ cảm ơn Việt nhiều. Tại vì nó có 400 triệu đảng viên nhưng mà nó tới 1 tỷ mấy dân khổ. Cái 100 năm nay người Trung Cộng á, dân khổ bởi cái đảng Cộng sản Trung Cộng. 100 triệu dân Việt cũng khổ lây theo cái đảng Trung Cộng. Cho nên tất cả những đảng viên mà thân chức thân sau hối lộ hay là đàn áp dân không có tiếng nói tự do của nước Việt, không phải do họ. Mình phải lấy cái đó để mình lấy lòng từ bi để mình xí xót. Tại vì bên trên có tình báo anh em, nó biểu là phải làm. Vô ngồi họp Bộ Chính trị đưa 12 cái bao thơ cho 12 ông Bộ Chính trị, 18 bao thơ. Ông nào không bỏ túi, ông đó sẽ bay chức. Anh dám không bỏ túi không? Có ghen không? Cho nên mình phải hiểu. Người lãnh đạo phải hiểu cái nguồn gốc tại sao người ta lại ác. Không có ai nhân chi sơ tánh bổn thiện muốn làm ác. Cả đảng viên nó cũng là người, cũng là con rồng chó tiên mà, anh em mình mà. Mày khá mình nói này hơi sâu về chính trị. Bữa là nói riêng đi. Nhưng mà nó là lâu nay, năm nay thì chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình biết rồi. Đến lúc bây giờ là thiệt là phải thiệt. Vậy là Thiên Việt luôn nhé. Em dẫn đầu. Thiên Việt. Anh. Thiên Tâm bác ổng đọc kinh tội nghiệp. Em dẫn đầu cho. Một đốm đánh ngay vô Thiên Việt. Đọc kinh tình yêu được. Thiên Việt nữa. Em Thiên Tâm rồi. Thiên Tâm là Thiên Việt luôn. Tại vì Thiên Tâm á là thành tiên về trời với nên tầng 6, tầng 7. Còn Thiên Việt sẽ thành thần, sinh với tướng, tử với thần. Đây có lòng yêu nước mà lo quốc gia thành thần, mà vừa thần với tiên mà gặp lại thành Bồ Tát tăng lên phải không? Tức là hai income, còn kia có một income mà nên anh vô hai bên. Trời ơi, nói chuyện gì không hiểu nữa. Có hai income cho nên mấy kim cương nằm dụng đây, đúng ra hôm nay phải ra đây để mà xin làm đệ tử mình để sau này nắm chức vụ trở lại. Tại vì thí dụ nó có 10 tỷ thì mày đóng thế là 3.5 tỷ cá nhân, ta cho mày lấy 7 tỷ mà làm ăn lợi đúng năm sau mà lấy vốn lợi rồi tiền thoải mái phải không, khỏi còn phải rửa tiền. Nhiều lúc mình đâu có biết rửa tiền qua đây quá trời, cần gì phải cực khổ vậy. Cứ thật lòng với một cái với thượng đế đi, thật lòng làm nó tiền đây nè anh. Người này mà hôm trước em nói là anh là về chip đó, con chip mà ngưỡng mộ anh về những con chip rồi đó. Đây. Ông là thuộc dạng năm loại khó độ. Kiến cận nè, mã tấu nè, sân chức sân sao nè. Con chiên tức là mấy bên công giáo với ai là nói chuyện, chuyện nói chuyện không có hiểu. Không yeah. Đâu, rồi Phật tử đâu. Nữa. Cho nên hôm nay á, tại vì mà đi theo mấy ông thầy á là không bao giờ. Thứ nhất là ở chùa không bao giờ là tin thượng đế là cha mẹ của Phật Thích Ca. Họ đã bác bỏ cái này rồi. Thứ hai, con chiên không bao giờ tin á, là Chúa Xô Tái Lâm. Cho nên họ rất là khó. Tại vì họ chỉ tin là đang tận đế, đang khổ thôi, thắng Chúa thôi. Rồi họ chỉ mong Chúa họ xuất hiện trên mây để cứu họ về thôi. Xuất hiện trên mây á, là mọi người quảng hồn chạy trốn thì có. À, ngồi đây nói chuyện gì mà còn vui hơn. Sau hát lại hẹn gặp lại anh. Dạ, mình chiều gặp lại. Ok. Dạ. Dạ. Em làm công việc tí xong rồi chiều mới lại. Ok. Ok rồi, ba em gái. Rồi. Chỉ dinh sức khỏe. Đó, có tài lắm. Nó đưa ai lên là cũng lên đó. Dạ. Sập cũng lẹ lắm. Hồi xưa thầy không ai nổi thiếu cũng. Tới ông thầy phúc ha. Dùng mấy cái gì á mà hiểu á cũng là. Không, thật ra nhân đó. Nhân tài. Là đi á thì không biết, mình cũng đi thôi. Nhưng mà khi mà em đi tới anh á thì ảnh cho cái lời khuyên
mà lời khuyên của ảnh thì lúc nào em cũng tin tưởng 100% hết. Nên là khi ảnh khuyên là em đã bỏ rồi, không phải là lúc nào em cũng... Rồi rồi em thấy ông đúng thì đó, đó. Bên đó nó xây đi 10 unit cho ông Lộc với Thu Ba rồi ở để nó xây dựng cái núi này, giữ đất này cũng đất này là ngủ mùa hôm thấy tội nghiệp không. Rồi trời lạnh trời nóng mà tụi nó vô mùa hôm ngủ lại đồ đạc để đây ban đêm ông giữ nó sẽ vô sẽ xúc làm sao. Yeah. Mình phải có management chứ. 10 unit nhẹ nhẹ bữa nào qua Thiên Long Sơn rồi em sẽ coi chịu mấy à ô ý em nói là em cũng phải coi cái layout của đất đó, xong em layout cho anh rồi, kỹ sư nó layout với lại architect nó layout xong rồi lúc đó anh muốn cái kiểu đó như thế nào ở đó thì mình sẽ chọn. Ok vậy yeah. Ha mình rồi dạ, okay. Dân Houston rồi. Đang trông cậy vào em á, trông cậy vào anh trước. Mục đích đó là dân Houston mà vô đây nhiều chừng nào chúng ta ai mỗi người chỉ hướng là thành công hết. Dạ. Không vô vô cái thua vậy đó. Dạ. Nói thẳng ra là em là chỉ có sự kết nối và đi làm theo cái tâm ý của anh mà anh á thì ủng hộ là quá là mừng rồi đúng không? Yeah, sự tuyệt vời đúng không? Dạ. Yeah. Chứ còn em không làm được gì hết á, không có anh ủng hộ. Ồ, khiêm tốn thì nó không làm được gì. Mà nó quay được 8.000 member, xém chút xíu nữa quay được mấy chục triệu member, họ thiên qua họ world like luôn. Đâu có đâu, muốn làm thì hỏi. Không, cái đó là anh tự nguyện đó. Không, anh ơi. Có một điều anh nói cho em nghe, anh chưa bao giờ đi ra đường kêu ai, ê, anh khoa học gia, đi theo tôi nha, tôi là người tốt, tôi là họ đeo dấu họ thiên đi. Chưa bao giờ hỏi mấy đệ tử, có những đứa phải quỳ dưới chân kiệt 3 năm trời kiệt không nhận nữa. Thiếu gì chưa bao giờ Kiệt đi hỏi ai để xin kêu nó làm theo mình, mà những người theo Kiệt á phải gặp Kiệt 3 lần Kiệt mới nhận. Đi về trời mà đâu phải đi xuống địa ngục đâu mà cần phải đi kéo đi ngủ. Đúng, gặp anh Kiệt tới 5 lần rồi mà chưa thấy tiền. Chưa được thì đó ở Thiên Long Sơn rất là nhiều người bỏ với máy bay, bỏ đóng cửa tiệm, bỏ việc làm gần 5 lần nhà, xin năng nỉ nhận không nhận. Đệ tử anh đâu lắm không dễ mà làm đệ tử mình đâu. Lục anh Kiệt là 3 lần mới gặp mà họ làm Phương đi vì bạn Phương, đến nỗi anh la luôn tại sao em phải đi như vậy, mà tại vì người ta cứ đòi 3 lần mới được làm đệ tử của ảnh. Cái đi tới luôn, đi tới luôn 3 lần biết thôi. Tại mình hứa là cái tiên chỉ là như vậy. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên gặp anh Kiệt là anh cho cái visa rồi đó. Cho cái visa. Cho cái visa. Cấp visa. Tôi chỉ mời anh vô Thiên Việt vì anh có tài. Anh sẽ giúp gây dựng lại một đất nước mới được. Không dám. Còn vô Thiên Tâm á là anh đâu có cầm nổi cuốn kinh đó, trong đó kinh nằm trên đó. Anh phải đọc kinh. À, phải đọc kinh để cho mình khác, nhưng mà thôi, chuyện đó nó hơi tới nhị. Kiệt là người khoa học chứ không phải người ảo tưởng. Yeah, người ta nói ai Kiệt là ảo tưởng này, người đó mới chính là ảo tưởng đó. Kiệt làm những chuyện dị thường vì trái đất chúng ta đang sống vào những thời điểm khác thường đúng không? Ủa, phải. Anh đi 5 lần rồi anh có muốn làm đệ tử không? Chưa nhận. Cứ đi nữa. Từ đi. Nhận về mà không cầm cuốn kinh đọc, không cầm cuốn kinh đọc, ông sẽ bỏ em nằm cô đơn á. Không cập rồi. Hả? 8/8/18/8 đọc kinh rất tốt luôn. À, ông giờ thuộc kinh nói cho anh Kiệt nghe luôn đi. Rất là giỏi luôn đó. Không mà hỏi anh Kiệt rất là nghiêm túc nha. Nếu mà đọc kinh thì nói là chung là kinh là dạy chúng ta những điều tốt không ạ? Nếu mà mình đọc kinh tình yêu được không? Kinh tình yêu thì tối ngày anh cứ yêu. Khi mà cái tâm anh cái tâm anh mà lắng động thì cái mai lắng động. Cái tâm anh mà bất tịnh thì cái đầu anh nó bấn loạn. Anh cầm cái YouTube không có channel này anh thích coi hết. Nên trước tiên á là tôi dạy anh cái tâm phải tịnh. Thì anh mới ở trong nhà, có những người không cần bước ra khỏi cái cửa mà tâm hồn của họ vẫn an lạc. Thì đó là thiên tâm. Thiên tâm có nghĩa là đời sống phải vui vẻ bằng tự mình tạo ra vui vẻ, chứ không phải mình xin đứa con nào gọi mình hay ai mời mình đi ăn làm vui vẻ. Tự mình tạo nguồn vui cho mình, sống là phải hạnh phúc với vợ chồng. Và đồng thời chỉ có một đường đi là nhất định là phải tin là cái linh hồn mình phải về trời. Mình không có tái sanh làm người nữa. Làm người mình đang mang cái sang này là giống như mình đang cái còng, nó mang gọi là túi da thúi á. Cái này là túi da thúi. Ở trong anh nãy anh ăn gì thúi quắc đó, đúng không? Gọi là túi da thúi. Mình không có muốn làm túi da thúi nữa, mình phải đi về trời. Thì đó là thiên tâm. Và khi anh đọc kinh á, là cuốn kinh á là gì? Kinh là tên của tất cả những vị thần thánh siêu siêu nhiên trên trời. Nó là một cái combination, là một cái mã code.
khoảng 300-400 cái mã khúc, anh đọc đúng cái mã khúc, nó open cái mic của anh ra cũng giống như open một cái kho tàng quý báu của Alibaba 40 tên cướp vậy đó. Thì từ đó đó anh sáng trí ra, khi anh sáng trí ra, tâm của anh sáng ra, anh sẽ không còn thấy cuộc đời này gọi là cái gì mà khó khăn với anh hết. Kinh là nó có hiệu lực vậy, còn anh đọc kinh yêu. Trời ơi, thì thôi, anh nhà anh nằm lấy gột báp, Playboy anh coi đi. Còn ý nói okay. Kinh... Yêu thương đệ đó anh. Kinh tình yêu là cái sự yêu thương. Tại vì khi mà chữ yêu và tình... À, chứ không phải là chuyện Quỳnh Giao đúng không? Không phải chữ tình yêu. Không phải chuyện Quỳnh Giao. Tại vì cái ngôn ngữ thì có thể là chúng ta có cái thành kiến với những cái chữ, những cái từ. Thí dụ như cái từ mây mưa, cái thành kiến mà nghe cái từ mây mưa nó negative, nhưng mà nếu mà hiểu sâu vào cái từ mây mưa nó tuyệt vời, vì mây và mưa là làm cho cuộc sống, trong cuộc sống của chúng ta cái chính là cái nước, cơ thể 90% nước. Bởi vậy mây mưa là làm cho nước, phải có mây mới có mưa làm cho nước, đó là tạo ra cuộc sống. Bởi vậy nên khi mà nói mà mây và mưa như vậy, cái thành kiến cái đó bé, nhưng mà nếu mà hiểu như vậy tôi vừa trình bày tuyệt vời, cái đó là cuộc sống. Bởi vì trong mà năm loại mà tôi thường nói trên mạng là khó đổ, là vì chữ nghĩa nhiều quá. Thay vì nói mây mưa người ta nói buông bỏ đi, cũng là hai chữ, rồi mình phân tách chữ buông và chữ bỏ, thì lúc đó cả những chữ mây mưa nó chỉ là hạt cát ở trong cái đầu trí não của những người trí thức thôi. Thì anh vợt chữ buông bỏ đi, thì không còn chấp nữa. Tất cả những cho cái nên những nhau, từ đều là họ bị chấp là gì, họ vậy đó, chưa buông được, chưa buông, chưa buông được, chưa buông tất được. Cả những cái từ nó đều có cái chiều sâu, cái chấp tướng á, cái góc cạnh. Cho nên học cái rộng. Chữ buông bỏ hay hơn chữ mây mưa. Buông và bỏ giống như tôi nè. Tôi muốn vừa đủ là được rồi, vừa đủ sai thôi. Nhưng mà tôi còn vui là gì, trên thế giới rất là nhiều người thương mến, và những lời tôi nói là lời thật, chưa từng cầm một tờ giấy mà ngồi nói chuyện chính tiếng, và nói những lời thật và không có sợ cường quyền. Anh tưởng nói chuyện với tôi mà ngồi đây á, thằng điên điên nó dắt súng bắn tôi cũng được á. Từ bi không có kẻ thù, cho nên lúc nào cũng tự tại, cả cái chai mà xịt mũi cũng không có nữa nè, pepper spray á không có luôn, đâu cần đâu, đâu ai ghét mình đâu mà mình sợ, đúng không anh? Cộng sản cũng thương, quốc gia cũng thương, giới trí thức cũng thương, giới bần dân cũng thương, nghĩa là mình thiệt là người ta thương. Tôi chỉ có cái tâm thật thôi, ngoài ra tôi không có cái gì hay bằng cái tâm thật. Lời nói là lời thật, năm năm nay nói thật, không có gì tôi nói sai. Tôi nói 100 quay lại đó. Thì cái lời anh nói ổng là... mà quay lại á, là cái thế giới này quay 180 độ đã lắm. Cũng giống như là ở ruộng lúa tôi ở dưới quê, phải không? Là máy cày cày ngang là mình sao mình cứ đi bắt dế hay là gì nó mồi lên như này. Nhưng mà nhờ cái máy cày này, cho nên hồi xưa mà ổng bị ăn hiếp lá phiếu á. Ô, con sẽ giảm tuổi thọ 10 năm cho ông Trump trở lại y chang, cho nên đáng 10 năm của tôi. Anh dám gan anh thề cho ông Trump lên 10 năm không? Là lên chức mà anh giảm tuổi thọ 10 năm. Tôi dám á, tôi đặt bàn tôi khấn đàng hoàng á, có video quay nữa mà. Cho nên thì kỳ này ổng quay lại. Anh lại thêm được 10 năm nữa anh. Không à, sau đó cái mà sau đó cả 100 triệu dân Việt Nam á là thích Biden. Tại Biden là dạng đi sàng hai quá, không muốn giữ thể chế gì của Việt Nam. Nhưng mà trong lòng dân 100 triệu dân Việt Nam á lại thích Biden, thích ông Trump. Cho nên bây giờ 100 triệu dân ngày nào cũng nhắn con khấn cho sư phụ 10 năm. Trời ơi, giờ mấy trăm đứa bây giờ tôi sống tới mấy nghìn tuổi luôn. Lời đầu tư kiểu này là lời. Lời quá. Lời quá. Quá lời, đâu có lỗ đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhờ Kiệt lên nói cho nên 100 triệu dân mới biết được chánh với tà như thế nào, thật với giả như thế nào. Ông Trump ông làm lương, ông đâu có lãnh lương đồng nào đâu. Còn cơ sở thương mại ông một năm mất mấy tỷ nữa. Còn ông kia lên á, ăn tiền hối lộ của Trung Cộng, thằng con á thì laptop Biden. Thấy tùm lum hết trơn, thấy không? Quá trời. Nhìn nó trắng đen rõ ràng như bàn tay vậy mà. Thầy
anh còn gì đó không? Mình đi được. Mình còn nhiều lắm, nhiều việc để mà nói chuyện với anh Kiệt nữa. Ờ ha, mình còn nhiều việc. Sau này là gọi vô là mấy anh được vào Thiên Việt đó nha. Em là cầm cờ đi đó. Thấy ông đeo tùm lum ta, anh đeo gì vậy? Cậu chính cho anh hả? Đó, cái này vui 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 tôi cũng vui vui nè. Tôi cũng vui vui à. Tôi là cũng đẹp, cũng cái này cũng vui vui. Vui 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 vui. Và nó hơi bị vui á. Đi. Giờ đi đi ha. Ok mình đi ha. Rồi ok rồi. Rồi cái gì chiều gặp lại. Gặp bên Thiên Lâm Cung. Ok. Rồi. Thiên Việt thành lập đi. Không qua còn Thiên Tâm này anh phải đọc kinh. Rồi, Thiên Việt á, anh cầm cái viết về làm đúng nghe, không nó không được thăng chức thăng sao nhé. Rồi anh lãnh chức lớn nghe là Thiên Việt. Rồi tụi em xin phép nè, để chiều có gì gặp anh lại bên Thiên Long Cung. Dạ. Rồi thì em cứ về đó lát, em cứ về đi. Dạ. Rồi ba chị. Chúc rồi chào mọi người nha. Rồi chúc mừng. Rồi. Rồi. Em về lại chị em gặp. Rồi. Có chụp hình. Hương chú giấy chú Hương. Cần chụp thôi. Rồi xin làm đại tử mà khóc. Thôi đừng có khóc. Mình sợ người khóc lắm. Thứ nhất là sợ phụ nữ khóc, thứ hai sợ trẻ em khóc, thứ ba sợ người già khóc. Tốt nghiệp này cũng mừng quá. Ok rồi nhận về với thượng đế nha, bỏ giáp hàm này về trời nha, không ở thế gian nữa, ăn kính rồi đó, về trời. Cái gì đại mấy chư thiên đứng đây quan mà tiêm đại minh trần, mấy vị ghi nhận nha, tiêm đại minh trần kim hả, mấy vị đứng trên bầu trời chỉnh khi nói chuyện với hồ là mấy vị trên mây đã ghi tên á, phải tự đọc cái tên lớn lên cho mấy vị tiếng kêu tiếng âm. Rồi mỗi lần về hiêu tên là nhận với đại tử tí ơi tí cái gì đọc lớn lên hả? Anh là thiên tài hả? Nếu như hồi giải thích mấy cái đồ mình đeo á, mình đã từng đưa một vị thầy nào rồi, ma nó cũng có cái lực của ma, nó bỏ cái thần thông như đây gọi là điển, nó cũng giống như energy vậy đó, rồi đưa cho hồ là cái điển thanh là điển của Bồ Tát, thì nó chối lại cái điển kia. Cho nên mình nó thà đưa cái mới. Cái này cũng nó có ngoài chợ sư phụ. Cái mới tin luôn. Mới tin luôn dạ. Rồi. Tin luôn chứ trong xin cho mấy đứa cháu. Ok. Cậu ơi đưa nó. Cái này cũng mở được không được sao sư phụ? Thank you. My em. Cảm ơn sư phụ. Vào nhà ông đứng ông cụ. Đây là nhà của con á sư phụ. Hả? Đây là nhà của con. Đâu dạ, sư phụ dạ. Con nhờ sư phụ điển cho con. Dạ. Phải đọc tên cho mấy chư thiên nghe. Dạ con là Thiên Văn Trình. 66 tuổi, tuổi Kỷ Hợi. Rồi về dạ. Với thượng đế nha, về trời nha. Dạ. Sư phụ chưa có điện con. Sư phụ chưa có điện. Con là Thiên Anh, không chưa có đợi điện. Chưa xong hả? Chưa đi về chứ. Chưa, muốn đi về muốn điện con. Dạ sư phụ điện vô đây cho con. Cô bác hồi nãy chiều đi con vô đi thích lắm con mà. Ông chung vậy là chung con. Chiều đi gì không? Đi. Ok vậy. Chiều có đi ra thiên cung. Nó có gì. Anh đang bận mọi người. Rồi. Anh Kiệt, anh nói anh nhìn siêng tâm vậy chứ anh nhìn được người ta không? Được chứ. Nhưng người ta nghĩ gì anh nhìn? Thì tôi nghĩ cái số điện thoại vô. Không, để số điện thoại vô. Anh không phải người human. Anh là half God, half human. Anh có 7 ông hồn quán. Những gì thầy ở thế gian này có tu giỏi cỡ nào nữa cũng 2-3 dòng.
mấy ông thầy tạm mà ngồi hang động 50 năm cũng hai bảy anh na cho anh có bảy giờ anh khác gì đâu con xin sư phụ sao tên gì dạ con là Thiên Phong Thịnh Thiên Phong Đây đây. Ok đi ha. Rồi chào hai em nhé. Gặp lại. Những cái nào đi hộ là đừng là chưa từng có thầy nào cầm nha. À, có thầy nào cầm á mấy ổng không mấy ổng toàn là trượt không à. Đó là giống như bùa ngải này. Nó không có kinh nghiệm bằng cái này. Ok ngồi cái mệt chút mà nãy giờ nó có ông trời hết bữa nay nhiều con trời về trời quá tại cái thiền bát nhã của sư phụ nó chứa được 8.000 tỷ người mà bữa nay nó còn vắng lắm nhiều chỗ để mình lên á lùa được ai lên thiền bát nhã thì sư phụ về trời cha cho cái bông sen bự hơn con nghe với anh thầy cũng lâu lắm rồi mà thấy có gì làm thêm con mừng quá ồ đừng có khóc gặp được là một bồ tát sống tại thàm là đã có phước rồi chứ hồi sẽ hồi đã nhận đệ tử thì hồi hứa ai mà đã là đệ tử thì nó kiệt sư phụ cố gắng sẽ đưa về chạy hết nhưng mà bắt đầu hôm nay là phải biết thay đổi quay đầu tại sư phụ ngoài xác phàm ra chiếc thân ban đêm nó đi cả ngàn người á thì khi nào có nạn gì cứ kêu sư phụ thiên tấn kiệt là sư phụ bay tới và đồng thời cái ngày mà vô nhà thương cận tử nghiệp á mà có nạn á cũng kêu thì cái chiếc thân nó sẽ cứu thầy trò mà đâu có bỏ đệ tử đi vào củ quyền hay là ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó biết không nó kêu to nó nghe dạ con xin sư phụ nhận tên gì đọc lớn lên mấy chữ thiên trên trời nghe nè mấy cái ghế cho mà bác này ngồi nè mấy con cho con hỏi cho mà mấy cúng cha với mẹ con quên nói là bao nhiêu đi nước bao nhiêu bông mấy 12 nước 12 bông với trái cây hướng đông bắc quay về hướng đông bắc là rồi có vợ không có vợ nào không không có vợ nào cái hồ ngồi thở chút từ hồ nó chết đi Phật chào sư phụ con muốn gửi cho phụ cầm này làm dấu con về ai thỉnh con cho một sao có ai giết nữa không dạ. Này cũng có cái tâm á dạ, ai về thì ai thỉnh con cho không ai đi trời ơi con đổi 100 đô bao nhiêu đây một tờ này á con bán 50.000 người ta mua á dạ dạ tại vì cái tiệm neo mà ế á con để tờ này á là tiệm neo sẽ đắt lại dạ dạ tại vì chữ ký của sư phụ vô là ông thổ địa ông sẽ gia hộ á cho nên con đừng có bán nghe dạ, con cho, mấy chủ tiệm giống như chợ Hồng Kông 4 đang ế là vì nó có dòng lĩnh trọng dạ, ai con chỉ dừng cho một ông chủ chợ Hồng Kông cái này thôi ông cho con 500.000 ông cũng dám cho lắm để cái chợ đắc lợi tại cái này là ấn ký của thiên tử thì cho nên tất cả những cõi vô hình dòng linh nó có hiệu lực cũng giống như là một cái passport đi Mỹ vậy đó cho nên cái này nó màu nhiệm lắm nhưng mà nó chỉ có màu nhiệm bên cõi vô hình thôi bình thường á mấy coi ai mà bị trúng bùa trúng ngải hay là bị thư ém á đeo trong người sẽ không bị trời mà sao con mua chỉ nhiều dữ vậy sụ dạ con lãnh hôm tết để chị để cho phụ hiện nay có cho phụ lên
Cái hồi viết khi nào mỏi tay thì ngưng dạ. Nha. Chúng này được rồi. Chia màn hình từ từ. Bình tĩnh. Nghe cái chữ này để Hồ giải thích. Mình có cái gì mình phải hiểu. Nhận cho Hồ là cho Hồ cũng phải hiểu rõ cho Hồ là ai. Chứ không phải mình ra đường bừa bãi mình muốn gia nhập hay nhận ai nhận. Chữ này tất cả các thầy trong chùa đều biết. Gọi là án lam. Án Lam là một cái danh tiếng là để mà thử tà trừ ma rồi yêu gì đó. Thì Hồ cũng dùng cái tử, hồi xưa Hồ tu trong chùa thì Hồ biết. Nhưng mà nó khác nhau, của thầy cũng viết y chang vậy, của chùa viết. Nhưng mà mấy chư thiên đang nhìn thấy cái chữ này là cái nét chữ của chùa Hồ. Không có ai giả được. Thì nó có màu nhiệm là ai là người biết á, là mới quan trọng, hiểu không? Thì nó lại nó vừa có cái hiệu lực mà nó vừa mầu nhiệm là đích tay của sư phụ là người nữa. Ủa con mắt thấy rõ gì trời luôn á, từ đẳng tới đây mình luôn. Con mới 80 tuổi vô mới 80 mới 80 hả? Dạ, mới 80. Thì nó sư phụ giải thích ở phía sau thường á, sư phụ viết chữ khổ. Chữ khổ này không phải của Thiên Tướng Kiệt, không phải của Thiên Tử, mà là của Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, là sư tổ của họ Thiên, cái con đó. Là cái ông mà trong chùa quải chiếc giày á. Tại tổ thường nói chuyện. Thì tổ đã kêu sư phụ cho chúng sanh thời tận thế này quá khổ, chúng ta quá khổ, cái gì cũng khổ hết hiện giờ. Thì ai mà nhìn chữ khổ này, mà nhìn mà nó nhập tâm chữ khổ á, mà chữ khổ mà nó nằm vô trong đầu mà phải đúng cái nét của sư phụ viết nghe, thì tự nhiên sẽ hết khổ. Thì tổ nói như vậy. Thì cách đây một tháng lúc mà sư phụ nhập thất hai tầng ở Thiên Long Sơn á, thì tổ hiện về trước mặt. Cái nói thưa tổ, con đã phổ biến chữ này lên trên cộng đồng mạng rồi, nhiều người đã có chữ khổ. Nhưng mà họ vẫn còn khổ, rồi là bây giờ tổ có cái gì để dạy con, để mà lên dạy cho mấy đệ tử họ Thiên nữa không? Tổ chỉ nói đơn giản con câu, rồi ông biến. Biểu họ chấp nhận chữ khổ đi, thì tự nhiên nó sẽ hết khổ. Có nghĩa là nhiều người có cái tờ này nhìn, nhưng mà nhìn qua con cái, rồi biêu bọt, rồi tiền nhà, rồi chuyện này chuyện nọ. Họ không có thừa nhận là họ đang khổ, thì vẫn không hết khổ. Thì đó là nguyên văn câu chuyện tổ nói sư phụ vậy. Cho nên ai có tờ này á, thì lâu lâu buồn á, bỏ ông bóp nhìn chữ khổ lên máy bay hay gì á. Còn cái này á, thì nó có hiệu lực để dưới đích của ông thổ địa mà mỗi tiệm neo hay tiệm cơ sở làm ăn. Thì ông đó thì ông nhìn thấy cái nét chữ sư phụ á, ông sẽ nể một chút. Thì ông sẽ có thể giúp á nghe. Còn ông giúp hay không hỏi ông. Tại nhiều người nghiệp nặng quá. Xui xẻo trừ chị buồn ngải thư ém á. Mà chùa đâu có dí chi nhiều dí trời. Hôm nay ngồi nói chuyện cho giao viên thôi mà, thì vừa viết thì tay làm óc suy nghĩ miệng nói, ai muốn hỏi gì hỏi. Còn sư phụ viết thì tập trung viết, tại viết cái này phải nín thở viết. Còn muốn sư phụ nói mà để cho giống như nói pháp nói đạo á, thì hụ phải ngưng viết. Dạ. Muốn hụ làm gì viết hay là khó gặp sư phụ sư nói đi. Hơn 30 năm trước con đã biết là Thiền Tâm sẽ ra đời, con hiểu tại sao. Và con cũng hơn 30 năm trước con đã thấy sư phụ, nhưng mà với hình dáng là một thiền tử khoảng 10 tuổi. Và hơn 30 năm trước lúc đó con ở trại tị nạn Singapore. Cái mặt của hàng thiên tử như thế nào? Không biết lúc đó. Tại cái này thầy chưa nói trên mạng mà con mà nói chúng là con nói đúng. Còn con nói thầy chặt là con nghe clip xuống đồ lại. Không, con mặt của thiên tử như thế nào?
sư phụ biết cái mặt của sư phụ giống giống cái hình mà sư phụ đừng nói là giống người Á Châu này nghe giống người Á Châu giống người Việt Nam vậy là con sai con biết con nhìn mặt cha mẹ đi trời thiên tử trên trời đẹp trai cực kỳ người thấy nhan sao đẹp bằng giống giống cái còn tướng này xấu quá giống giống cái hình mà sư phụ hót lên cái bài bài hát mà yeah. Gia nhân nhéo là tự vì thân tứ đại là phải già phải không? Thiên tử thiệt đâu có bao giờ già trên trời là không có ai già hết. Phật mẫu có một nguyên một cái vườn đào. Ai ăn trái đào là trường sanh bất lão. Trời vườn của mẹ là con của mẹ vô ăn nhiêu trái mà không được. Chứ phụ đâu có già đâu. Nhưng mà so với người thế gian á là chứ phụ đã mấy trăm triệu tuổi, tỷ tỷ. Rồi về trời á mấy con cũng là con của thượng đế hết. Là chúng ta là anh em. Vì chánh sư phụ nhỏ xíu tuổi à, cho nên xuống trận cũng vui vui rồi, nhưng mà cũng náo nhiệt lắm, phải không? Thích ca nhưng mà giờ không dám ca nữa, sợ mấy mấy đệ tử lớn tuổi bị chấp á. Trời ơi, ngày xuống đây ngày còn ca nữa, để cho Đàm Vĩnh Hưng nó ca. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm, cái điển thanh á, nó độ được tất cả tầng lớp, chứ không phải chỉ có ở cái tuổi của mình. À, hỏi mà nghe được cái âm thanh sư phụ là ngủ ngon và tâm an lạc. Tại vì cái luồng điện của sư phụ nó mạnh lắm. Đứng đây cũng thấy an lạc nữa, trừ khi đứng mỗi chân thôi. Nên kiếm ghế ngồi nghỉ. À, thì nó có cái hiệu quả đó. Chứ thiên tử thiệt á, con thấy là đẹp trai lắm. Đẹp trai hơn con có 100 cái thằng cao cao nữa. Thằng đó tướng nó hơi chóp bì á. Sư phụ chính trai đẹp trai lắm. Bởi vì cha mẹ mới cưng, mới thảy xuống bi chí dũng đầy đủ thì mới truyền cái những gì truyền đạo là truyền những cái gì của người đó có kinh nghiệm, những gì thầy giảng pháp trong chùa cũng vậy và thượng đồ cũng vậy, truyền những cái cuộc đời kinh nghiệm thì thụ là người như thế nào thụ xuống đây cũng nói như thế đó, là tất cả họ thiên á là phải tự đốt đuốc đi nha con, nhưng mà cỡ tuổi này đốt cũng hơi khó. Nhưng mà giờ chót á thì biết quay đầu ngồi đây. Khi mà vô phòng bệnh viện ICU á thì kêu tên Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà về nhà hoặc là vô đây nè, mỗi cuối tuần rảnh rảnh vô đây lại sám hối cha. Yeah, yeah. Thì cha sẽ cứu. Dạ, yeah, sư phụ nhà con có bàn thờ luôn. Thì cứ mỗi ngày rảnh vô đó lại. Mỗi ngày hai thời. Mà ngày nào mà không lại là ăn cơm không ngon đó. Yeah, muốn ăn cơm ngon là phải vô lại sám hối. Giờ không cần đọc kinh gì hết, chỉ cần lại thôi. Tại tuổi này sao đọc nổi. Thì cứ vô lại lên lại xuống. Để mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình á, sám hối nó quan trọng hơn đọc kinh á. Đọc kinh nó quan trọng ở tuổi trẻ, nhưng mà tuổi lớn là sám hối, cái nào nó cũng là quan trọng nha. Nhưng mà của tuổi này thì sư khuyên nên sám hối nhiều. Sám hối ba, một tháng ba ngày á sư phụ. Nói cha trường nghe. Dạ con cha trường. Cỡ tuổi này mà ăn mặn nữa là. Con ăn 20 năm rồi sư phụ. Ừ. Dạ. Để cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Lại sám hối. Mình chỉ tưởng nhớ những chuyện xưa mình làm sai. Ví dụ hồi xưa mình phá thai hay là mình lường gạt ai cấm sừng trọng gì đó, vân vân và vân vân gán nhớ lại thì cái lại gia thức nó sẽ xóa, tại vì cái địa ngục là nó nằm trong cái lại gia thức mình. Khi mình trở thành một người thánh thiện á là mình sẽ nhớ lại những cái chuyện mình làm không đúng, cho nên lúc mình sám hối đó là hôm nay tôi xóa lại cái chuyện cũ của tôi, mục đích là vậy. Địa ngục là ngay trong cái cơ thể chúng ta, ngay trong cái trí não chúng ta. Cái điện thoại của mình đó là cái sim đó, mình chụp hình tầm bậy á, nó cũng là tương tự như vậy. Còn trong đó là hình Phật, kinh Phật, lời hay ý đẹp của sư phụ thì là Phật là tiên. Còn trong đó chứa những cái đồ tào lao hay những cái YouTube không đúng, đó là địa ngục, là quỷ. Thì cái lại gia thức mình nó cũng như cái sim của điện thoại. Thì khi mình lại sám hối là mình nhớ lại, gán nhớ lại những hồi xưa tại sao mình làm như vậy thì tự nhiên mình xóa. Chứ còn nếu mình không làm á mà ống mà bác sĩ sắp sửa rút á, mình còn hối tiếc. Ngày xưa mình chỉ vì một miếng ăn, một vài ba đồng bạc mà mình tạo chuyện nghiệp lớn như vậy, mình hối tiếc. Khi mình hối tiếc
mình không có còn tha thứ cho mình thì làm sao mình về với cha được? Có phải là mình bị đỏ không? Có hiểu không? Là giờ chót nó quan trọng là cái chỗ đó, gọi là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp là cái linh hồn phải thanh thản, không còn hối tiếc, không còn nhớ tới tiền của, và không còn liên tiếc con cái nữa. Nó có cái chuyện của nó. Đến lúc mà cận tử nghiệp mà bác sĩ sắp rút ống, mà nó trời ơi con tôi bỏ đi, nó còn nhỏ, bây giờ nó không có nghề ngỗng gì, đang thất nghiệp, ai lo cho nó? Đọa địa ngục liền, không có được đi về. Thiệt á. Cho nên lúc mà mình bác sĩ rút ống á, là hôm nay sư phụ dạy mấy đệ tử lớn tuổi ngồi xe lăn này, là phải về lại sám hối. Và đồng thời á, mình phải tha thứ cho bản thân mình trước, thì lúc đó cha với Phật với Thượng Đế với Chúa Giê-xu sẽ tha mình sao. Đó là lời thật đó nghe, gán là. Còn nếu mà mình không tha mình, lúc mà mình còn có mấy khắc mấy giây, mình rất là tỉnh táo, tại lúc đó nó hồi quang á, mình nhớ lại, mình hối tiếc chừng nào, mình càng bị đọa chừng đó. Cả những gì thầy có thể tu 70 năm, 80 năm, nhưng mà ông chỉ một lần làm lỗi, mà lúc đó ông nhớ là chuyện làm lỗi của ông, ông không tha thứ ông, ông vẫn bị đọa như thường đó. Gán làm đi con. Cái đó cũng là bệnh nghiệp, giờ mình sám hối là cũng xin nghĩ cái đó. Thì làm sao mình, nếu mà mình bệnh nhiều á, thì sư phụ nghĩ chỉ làm sao lúc mình sám hối để cho bớt cái nghiệp của mình. Cái đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nó không phải là đời trước, mà nó cả nhiều cái thân trước. Chúng ta là những cái thần hồn bất tử, đã mang từ thân này qua thân nọ, từ thành tinh này qua thành tinh kia, từ Bắc Cô Lô Châu qua Tây Ngô qua Châu Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay chúng ta tụ lại Nam Thiện Đồ Bộ Châu, chúng ta đi vượt biên qua Mỹ, quy tụ lại Houston, và hôm nay chúng ta tụ lại nữa là ngay Thiên Long Giang này. Thì chúng ta ở khắp tứ phương trong dãy ngân hà. Thì những cái tích lũy nghiệp đó, nó gom lại thì nó đem ra thân bệnh. Cũng giống như sư phụ là người chiếc thân của những thành tinh kia, hôm nay sư phụ cũng phải lãnh cái nghiệp của thành tinh kia, không phải chỉ riêng thành tinh này. Gọi là quá khứ nghiệp, tích lũy nghiệp. Nhưng mà tất cả đều xóa được. Nghiệp như nợ thôi mà. Ok, tôi băng gấp xì đó nghe, tôi không có tiền trả. Nó vậy đó. Bây giờ tôi chỉ có còn vô chapter 7 hay chapter 13 vậy thôi, tôi trả payment thì tôi lại mấy cái. Thì nhà băng nó cũng xóa mình vậy, làm gì mình giờ? Cũng y vậy thôi. Nghiệp là mắc nợ ba BK. Sư phụ uống nước. Rồi sáng nói chuyện với Worldline cũng hơi mệt. Mà sư phụ nói rất là thực tế, cũng không có làm mít lòng ai. Và đồng thời sư phụ không có muốn cái đứa em này nó giống như hẹn tới hẹn lui á, mà mất thời giờ người ta. Khi người ta expect mình cao quá, mình không up front á, mình sẽ làm phụ lòng họ. Tại trong đường trường á, mình còn gặp nhau hoài, không cùng chí hướng nhưng mà cũng cùng con đường là được rồi, phải không? Cho nên tánh sư phụ là như vậy. Còn nhiều người muốn chấp, muốn hiểu lầm thì kệ ổng, để ông nhân ông về ông suy nghĩ. Ổng gặp một người bạn như phụ là ổng có phước á, không có cái đầu để lợi dụng ổng thì cũng chẳng có gì hết. Phụ cho ra không á, thì hôm nay cho ổng có cơ hội về đây để xây dựng cái gì. Đó là cái phước của người ta. Người ta không biết nắm giữ 10 unit là cái đó, là đừng có bao giờ làm được chuyện lớn. Đừng có tưởng cho phụ không biết tính trước khi tới đây. Chuyện nhỏ như con thỏ mà làm không được thì đòi bắt con cọp. Cọp giấy hả? Mèo không có nữa. Nên nhớ. Còn suy nghĩ vô hứa. Dở gặp sư phụ nãy hứa liền. Sư phụ nói luôn cái số. Chuyện chịu mấy là con có 10 unit đây rồi. Đâu có khó đâu. Mà nó bị nghẹt vô cái này. Coi chùa qua Hiêu Tinh có một bộ đồ này tối về giặt. Được rồi.
nội cái ống này. Bây giờ ăn chơm. Làm từ thiện á, cái căn bản là gì? Căn bản là phải hướng thượng và phải hiểu ít nhất thần thánh, không còn biết đạo nào một chút xíu, chứ không phải mình ra là mình tính cộng trừ nhân chia trời. Trên đó có những cái format của Do Thái, của Mỹ, nó thiếu gì? Người mấy thằng luật sư mà chuyên môn gì làm về trust fund á, nó ngồi nó dễ ra dễ ợ cơ, mới không vô đó trả nó 300 đồng giờ là con cũng như họ thôi, nó không có khó. Nhưng mà trước tiên á, mình phải làm từ thiện cho chính mình kìa. Mình phải biết buông bỏ rồi mình mới ra đời mình làm từ thiện được. Chứ không phải mình ngồi mình kiếm luật sư sau lưng rồi làm đóng giấy tờ gọi là từ thiện đâu. Nên phải coi kỹ á. Làm từ thiện người ta không cần suy nghĩ. Đúng làm. Cho nên cái chuyện gì mà mình nghĩ đúng là làm liền. Còn cái chuyện gì mà mình phải cân nhắc á, là mình phải suy nghĩ 24 tiếng á con. Còn hãy mình thấy cái này là chuyện phải làm là làm liền. Tại vì nếu không sẽ bỏ qua cái opportunity, cái cơ hội để mà làm công đức. Cho nên họ nãy họ bỏ mất cơ hội. Tại vì Nam sẽ đóng cần mấy đứa nhỏ, cần người giúp đó, không lo giúp. Hỏi nữa đi, có ai hỏi gì không? Con có đem tiền theo sư phụ có cho người khác nữa không? Thầy đại tử này lớn tuổi á. Dạ. Muốn tạo công đức để gieo duyên cho đại tử này tạo công đức. Dạ. Đưa con cất tiền con. Nó cũng giống nhau nhưng mà có 100 đô à. Đại tử này đưa một tờ nào cho ai á thì đại tử này có công đức. Dạ. Lớn tuổi rồi con có nhiều cơ hội làm công đức. Dạ dạ. Mục đích biết ý. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà đừng có đi vòng vòng bán mấy tiệm nail rồi ở đây ông cậu chính ông thất nghiệp còn nghiệp ổng. Dạ, ông có con ma à, ông kêu con ma tới cửa tiệm đắt có thiệt á. Rồi tới 3 tháng sau cái tiệm khác lại gần cái ông di chuyển con này qua con kia, cái tiệm này ế lại. Cái bà chủ chạy theo kéo chân ông nữa rồi đưa 5.000 nữa cái con ma khác. Đó, cái xây vòng nhá, có một nhân viên thôi mà làm việc nhiều nơi. Con tới đây lần được 5-6 tờ về con phát cho con hết rồi mọi người thấy xin. Hôm nay con nghe sư phụ qua con mừng quá. Sẵn có nhà có tiền rồi thế thôi, cầm đi luôn. Này nó có hiệu lực, những người lớn tuổi hay là nít khóc. Dạ. Để nghe đầu gối, nó sẽ hết. Nói chung là sư phụ là người có đức rất là lớn ở cái cõi ta bà này. Quỷ trọng đức thần kinh mà, thì cho nên cả ma quỷ nó thấy cái chữ dứt cái hồn nó cũng nể thôi, thì nó sẽ không có phá mình, chủ yếu là vậy. Quỷ trọng đức. Mày nữa đặt bàn cúng mà hồi không? Chưa có tượng ổng hả? Dạ có luôn. Có tượng ổng mệt hả? Ok rồi. Rồi mấy con cho phụ cái thao nước với cái bông. Cứ để bển đây. Cứ làm sẵn hết đi. Dạ, đang rồi ngồi đây chừng nửa tiếng. Phút nữa xong rồi, xong rồi. Không sao hết trời. Cứ ngồi đây đi, nào cũng rảnh rồi đi chứ không có bắt buộc theo thời gian. Dạ. Sư phụ không có dám thông báo. Dạ. Thông báo cao đông quá rồi. Dạ. Không có gọi tới chiều được. Tại vì sơ sơ mấy đứa là tử gần. Dạ. Nhưng mà nếu mà con mà muốn biết mỗi lần thụ qua đây hay không á. Dạ. Nó như thông ba, nó bỏ vô trong, nó có một cái group mấy đệ tử ở Houston á. Thì có thể cái group đó biết, nó có những cái group nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Có những cái đứa có cái group sát bên cạnh sư phụ nữa. Rồi có cái group trung bình, rồi có cái group lớn của Houston. Rồi sau đó nó có một cái group lớn của Cali nữa. Ồ, nó tùm lum group hết. Dạ. Nhưng mà sư phụ đâu sư phụ không nói. Lần mấy lần trước con thấy có lên đài, thôi
mấy lần sau này không có. Con mở cái clip của sư phụ không coi thường lắm. Ở nhà không có làm gì hết. Vậy hả? Dạ. Có bổ ích gì không? Dạ thì sư phụ dạy sao con nghe theo vậy. Bởi vì sư tổ là Đức Bình Hữu Sổ, Đức Thầy nói thời mạt pháp á, ngu thành khôn là chỗ này nè. Còn khôn quá thành ngu á là cái chỗ mà cứ ngồi phân tách này, phân tách nọ nó hay là còn hay đó. Con của Phật là khù khờn vậy, ngu thành khôn là về trời hết. Còn mấy thằng khôn cho nó dưới cái này đi. Bởi vì xưa Phật trời nói là thời nay là chúng á. Con có ma có quỷ á, nó khôn nó lành lắm. Cái bộ viết thế này á cũng là gieo duyên cho những ai mà có phước có cái tờ này. Rồi từ từ họ được sự mầu nhiệm á, thì từ từ họ cũng sẽ tìm cơ hội, mỗi lần thụ về đây họ cũng tới, thì họ cũng là đệ tử. Sư phụ nè, cô bé đó, cô sư phụ nguyên cái dấu nhân tâm trên trán nè. Nó làm gì? Dạ cô bé đó, nó bé nó mới đi nãy giờ y chang rồi sư phụ. Có à? Dạ, rồi nó màu xanh. Chắc cô này, chắc cô bé này chắc chừng tuổi 2 tuổi mà nói là hồi có bầu nó có gặp sư phụ rồi. Rồi bây giờ bé đó là Thiên Tâm. Thiên Tâm hiện trên bầu trời Sài Gòn á. Dạ. Nguyên cái dấu luôn á. Dạ. Nếu mà không mùa hiện, mà không màu nhiệm thì sao hiện trên đó. Dạ. Còn dấu Thiên Tâm á, hiện bây giờ á, ai mà đeo á, nó sẽ khác hơn á, những người bình thường không có đeo. Dạ. Chuyện gì nó cũng có thể, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chuyện xui á. Rồi nó cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng. Trong gia đình cũng được im thấm nữa. Cho nên thời nay phải nên đeo. Phụ phải đeo á. Cái này nó, mấy con bình thường thì nhìn vậy, nhưng mà nó có thần thông lắm. Những cái gì nằm trong cơ thể cho phụ mà cầm hay là vô đây thì nó là giống như cái máy nhà đèn vậy, đẩy trong hào quang mà, thì nó vô trong này nhiều lắm. Thì mấy cái đứa đệ tử đeo á, tự mình truyền cái điển, cái thần thông của mình trong cái dấu của mình đeo. Chúng ta ai cũng có thần thông, ai cũng có hào quang hết, nó mạnh hay yếu thôi nghe. Mấy ông thầy cũng có, nhưng mà cái tâm ổng tà thì ổng truyền thần thông tà vô cái dấu và đeo vô. Cho nên nhiều lúc á, đeo tầm bậy tầm bạ, có mấy người mà mình không biết rõ đó, mình bị lần sừng nhức đầu hoài là vậy á. Cho nên không phải muốn đeo gì có ai đeo đâu. Thì cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái này sư phụ đeo theo á, là thứ nhất để cho những người chơi bùa chơi ngải mà đứng xung quanh này á, cũng không có làm gì được sư phụ. Tại vì bảy giờ hồ quang nó cản nhờ cái thần lực này. Thì đồng thời á, sư phụ thấy người nào mà bệnh trong người á, sư phụ để lên á, nó cũng rút cái bệnh vô đây, thì khỏi đi bác sĩ, khỏi nhà thương. Người nào sắp chết sư phụ để vô á, cũng sốc thêm được vài ba năm. Trong vài ba năm mà quay đầu với cha mà đọc kinh á, là con thấy nó khác hơn là một người không biết gì. Ngày mai ngã cái bạch thì lúc đó đi đâu? Cửa thiên đàng á, đâu có mở cho những người không biết lên cầu thang thiên đàng đâu. Mô Phật sư phụ, chị này mà con quen á, con mới nói với chị là biết sư phụ biết đạo cha mà anh chồng của chị bệnh nặng quá, xin sư phụ nhìn mặt là biết bệnh nặng rồi. Dạ. Con xin... Nhưng mà cái ngã còn lớn. Dạ. Để cho khi hết ngã đi. Dạ, xin thầy giúp giùm. Sư phụ xuống trần á, lập đạo cứu nhân loại 8 tỷ thời nay. 10 năm sau, 50 năm sau 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800 nghìn tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân, nhân loại á, phải biết vô đó lại. Rồi dòng thời phải, giống như con nuôi con của con mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì? Con chim mới đẻ ra nó làm gì? Đói, đói hả miệng. Còn muốn cho phụ cứu
ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái này sư phụ. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu. Sư phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Lại rồi hả? Rồi dấu Thiên Tâm có đeo đâu, đâu có thấy đâu. Thì đó là cái nhẽ. Muốn có đâu, phải khó đâu. Nhìn là biết rồi. Trước khi gặp sư phụ mà muốn cứu bệnh là phải biết cha rành, biết biết Thiên Tâm là gì thì phải đeo dấu hiệu Thiên Tâm trước. Chứ không phải mang cái thân tàn ma dại tới đây rồi cái sư phụ cứu hết bệnh này về cái tung tăng quậy nữa. Trời hôm nay xưa có bồ nhiều lắm. Cười. Có không đệ tử? Cười là có, nhìn là biết rồi. Cho nên sư phụ nhìn là thấy ngã. Còn tự đặt cái tên, rồi tên Thiên là cái gì? Thấy chưa? Thì là cái nhã. Cái sư phụ lên mạng 5 năm nay rồi. Ai mà không biết. Mới đi bữa nay ngày đầu tiên. Ủa nhưng mà sư phụ trên truyền hình 5 năm nay cái điện thoại có không? Trời xài điện thoại iPhone 14 nữa kìa. Làm sao mà không có? Bấm chữ Ngô Tấn Kiệt mỗi một ngày á, người ta tìm tên sư phụ là gần 300.000 người trên Google nó báo cáo á. Thầy chẳng lẽ ở đây sát bên Thiên Long Giang thì không sao không biết sư phụ. Đúng không? Thì sư phụ nó có trúng không? Cái nhã con mà. Nhưng mà cũng ok, tu theo thì cũng được á. Tu theo nhưng mà cũng phải là thiệt. Sư phụ đâu có lấy ai đồng xu nào, tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào là một sen một cát. Sư phụ chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới. Nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên. Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á. Phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà. Còn Quỷ Dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi Phật tử phải ke đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết. Nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào tốn 5 đồng bạc kinh đó. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cali á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà bạc kinh free. Mình về trời mình không có tốn tiền, còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á là đi theo quỷ á. Nhớ lời sư phụ dạy cái đó. Con nghe sư phụ nhà con có bằng tiền được 3 năm mà. Chứ trong được bằng thờ cha 2 năm. Cái đó đó, nó đã có phong tục gần 90.000 năm. Dạ, thì thể chế vô thần thông tính nước Việt, họ không có muốn cho dân tộc biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ muốn biết Hồ Chí Minh là Phật. Thấy không? Và đồng thời họ không có muốn dân tộc 100 họ Bách Việt, 100 triệu người biết Phật là ai luôn. Họ mới cho những vị thầy quốc danh, tuy là mang áo vàng nhưng mà phá đạo. Rồi cho những cọng cỏ thành ra những cọng tóc, để cho mấy triệu người vô đó. Rồi bắt đầu chửi thầy Thích Trúc Thái Minh. Càng chửi chừng nào ổng được lên chức chừng đó. Mục đích là tạo tất cả lòng người nước Việt không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha, chỉ có lòng tin duy nhất đó là Đảng và Hồ Chí Minh. Thì đưa cái dân tộc chúng ta xuống địa ngục. Ngu dân á, chính sách ngu dân. Bây giờ con không có cái gì con nắm thì con nắm ai? Con suy nghĩ đi. Không có cha, không mẹ, không có anh cả, Phật là anh cả, không có cha, không có mẹ, con nắm ai? Suy nghĩ. Đó là chính sách của họ. Cho nên những vị thầy mà họ nói chuyện, ồ không cần đốt nhang vô chùa, mà đốt nhang chuyển ngân bằng tài khoản rồi đại khái. Họ cố tình họ làm như vậy để cho mình nhìn lại cuốn kinh dạy là khấn hương á. Mỗi lần đọc kinh đại thừa, kinh nào cũng có chữ khấn hương. Nhưng mà không kêu khấn hương, Phật nào chứng. Con hiểu không? Là mục đích để cho dân tộc Việt Nam ghét cái đạo Phật, để mà đi phản ảnh ngược lại, để mà chỉ có nắm một thứ thôi, để mà cứu rỗi. Thì nắm ai cũng biết rồi. Cần đốt nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật, Thánh Tiên, Bồ Tát xuống trần
cũng giống như các con đi vô chuồng heo chuồng gà nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng bữa lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta đã dính chuột thối thì cần có nhang để mà sái tịnh. Nhưng mà ngược lại nhang mà là mấy con lựa nhang tốt nha, đừng có chắc quá học. Rồi mình để cho thơ mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá chúng ta giống như heo vậy, để chúng ta ngu như heo. Thôi cũng được, tạm tạm được. Nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy. Nên nhang là để mà sát tịnh. Chị đi trong một sự trong hộp la chị cũng nghe chị thấy một sự lan tỏa, em chị cảm thấy những giờ chị chủng cũng thần tượng vô cùng mà công nghệ thì đàn cây cũng được gì, nhưng mà sợ nó cháy nhà, nhưng mà đàn cây á nên đốt nhang thêm lửa nhang của Nhật hay là nhang thơm của Ấn Độ á. Còn dạ, nhang kiểu Việt Nam nó tàu cầu nó làm nó đổ gì trong đó mặt cưa bậy bạ bị xiển á, chết thì không chết là bị xiển sập sừ, mình đâu có thể đọc thời kinh xong mình bị xiển đâu, cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn khói đừng có nên nữa đó. Dạ con chào, mình cứ nói. Dạ con chào, tại vì con là ở Việt Nam con qua con chào sư phụ, dạ. Tại vì con thật sự là con là đạo Công giáo, con xuất phát từ mới qua Mỹ, nói rất là xúc động, từng gặp tưởng tượng á, rất là xúc động. Công giáo à? Dạ Công giáo mà mẹ bảo lãnh á, là thật sự là 12 năm còn. Hồi xưa là trước khi đi Mỹ là có cái luật là dưới 18 tuổi thì được đi, mà trên tuổi đó là không được đi. Lúc đó con như tấm tắc thầy. Dạ, con ở Sacramento, ở San Fran. Con lúc sao con đang ở Houston là sao? Con Houston là con đi cái vấn đề là gặp offline. Nãy chị đứng nhà gặp offline. Hồi nãy chị đứng chung với nhóm. Trong cái nhóm member nãy mà tự nhiên cái lòng của con sao con muốn quay ngược xe lại nha. Ồ vậy đi chung với anh Nhân hả? Dạ dạ. Hồi xưa ông Đại Phúc cũng có nhiều đệ tử lắm, mỗi lần mà đệ tử lên đi không sao làm đệ tử mình đó. Tại vì là có trước khi một cái gạch bông mà đặt á, thì nó phải có đất có đá phải không? Trước khi thuyền lớn đưa mình đi ra khỏi hải phận quốc tế thì phải có vỏ giọt xuồng đồ đưa đó. Sư phụ là đại thất hạm đội chứa hết thuyền Bát Nhã, cho nên những cái người mà lúc đầu á không biết thì đừng có bao giờ mà lên đó chửi sư phụ để mất cái duyên ở đời này. Sư phụ chỉ mong vị phụ thắng được 3 lần chừa cái khẩu nghiệp lại. Đừng có bao giờ chửi con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế xuống trần là chỉ là hy sinh cuộc đời vì nhân loại, không phải riêng nước Việt mà cho cả qua đi cầu thì sẽ còn được phước đời này. Còn sư phụ chỉ xin 3 thần thần thánh ghi rõ từ lời từ chữ, cho nên ngày nào sư phụ cũng thắng. Thì nên nhớ sư phụ chỉ xuống một lần này, lần cuối cùng của một cái mang sắc phàm này. Sư phụ phải về trời là luôn với cha mẹ. Khi cái quả địa cầu này, thế giới này, nhất là nước Việt, không còn sự bất công của nhân loại nữa. Đó là nguyện trước khi sư phụ xuống trần. Thế giới này còn sự bất công, thế giới nha. Còn những thằng như Putin hay Tập Cận Bình hay là Biden á, sư phụ khẽ không thời không thành Phật. Các con thành Phật trước, sư phụ đang là Bồ Tát, giữ cái thai là Bồ Tát. Nhưng mà lần này mấy vị nói là con đã thành Phật rồi. Khi thế giới này thành thế giới đại đồng, nước Việt không còn sự bất công, công an không còn ăn hiếp dân nữa, thì con đã tội nguyện cái lời nguyện rồi. Kiếp này thì phụ về trời, cho nên nó đi một mình cũng buồn, thì gom hết đệ tử theo. Thiền Bát Nhã chứa đông lắm, với Đức Thầy nữa. Đức Thầy thì chèo lái, sư phụ thì chèo mũi. Hai thầy trò kỳ này về thành Phật. Đức Thầy thì đi về với Phật A Di Đà, sư phụ thì đi về với Thiên Đình, với cha với mẹ. Đó là sự thật. Rồi tất cả những người đi đến trước đến sau không biết thì phải nghiên cứu. Đừng có buông những lời mà phỉ báng hay là
mấy vị thần thánh đó, họ rất là không có vui. Mà con thấy tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đó, nó ghê lắm. Giờ con đứng con xúc động. Rồi bây giờ con nghĩ những lời sư phụ nói với anh Nhân đó. Sư phụ có nãy giờ có nói gì sai không? Mấy con kiểm điểm lại đi, sẵn mình đang máy quay nè, mình gom lại clip này luôn. Nãy giờ sư phụ có nói gì sai với ảnh không ta? Dạ không có sai gì, chờ nghe từng lời từng chữ nó đi vào trong. Mấy con thấy có sai gì không? Dạ không. Ở sư phụ kêu cái xây nhưng mà vô nít đi thử là mà mới biết đá biết vàng không? Không biết chiều nay tới nhà sư phụ nói gì nữa. Sư phụ chỉ thật sự chỉ mong cái dân người Houston này nè biết cái nơi này là linh thiêng, đi về đây. Nên sư phụ bây giờ chưa có phát triển chỗ này lớn nữa mới có khởi nguồn vô lại cha lại mẹ. Nhưng mà dầu sao bước vô cái cổng đó là cũng là một cái mảnh đất không có hận thù, không có sân si, không có danh lợi, không có dụ dỗ, không có những cái gọi là như là ở phố chợ ngoài đó. Chỉ có thần là ma hộ, Phật thánh và phong tục của mình, có cha có mẹ đang ngự ở đây. Mảnh đất nào mà có con của Thượng Đế lập ra, mảnh đất là mảnh đất gọi là thánh địa. Thiên Long Giang mãi mãi sẽ là thánh địa. Trên thế giới này người cầm 10 tỷ đô hay là giàu cho giàu cỡ nào, xây lộng lẫy cỡ nào, mà nếu không phải cái chân mệnh mà lập ra, điều đó là của người phàm. Người cõi trời chỉ có xuống đây để mà thăm viếng người chúng ta. Người cõi trời không có thích những cái building hay những cái tòa nhà lớn ba chúc ba vàng gì đâu. Nơi đây nè, Phật Thánh Tiên lúc nào cũng lên xuống. Cho nên lâu lâu á, nên dẫn ba hay dẫn mẹ nó về đây, chỉ ngồi gốc cây mà lựa mùa không có mũi á nghe. Vô đây là khấn cây nhang. Thì là mỗi một ngày đó là cuộc sống. Những người lớn tuổi Houston nó nên làm ba con cũng có về đây nữa, sư phụ. Tức là mỗi ngày cũng được. Đây vô Bel Air Hồng Kông 4 có 20 phút bao nhiêu? Chùa Việt Nam Bel Air chỗ thì đâu có xa đâu, 20 phút. Cứ đem cái bịch đồ ăn theo vô đây lại cha lại mẹ ngồi đây ăn. Dạ. Thì cái đó là cái nguồn sống. Nhưng cái màu nhiệm là chỗ này lúc nào cũng có những vị hộ pháp. Dạ. Và những vị tiên ở trong đó, người ta sẽ giải cái nghiệp cho mình. Thì cái màu nhiệm chỗ này nó khác hơn những cái chùa bự ở ngoài Houston ngoài đó. Khác hơn xa đó. Không có giống đâu. Ready. Ok, dù chỉ giao duyên được nhiêu đây thôi nghe đệ tử. Rồi ở đây ai cần á con biết khác ở đây. Sư phụ giờ vô đó con hết bao nhiêu tờ còn lại. Rồi nếu mà không có chỉ giết nó đâu ấy đâu. Dạ. Trả lại đó. Mấy cái giết. Rảnh này chẳng nữa còn mấy cái này sư phụ không có. Ô trả lại. Dạ con đi. Dạ. Dạ. Chắc lãnh tiền già trừ 100 đô á đổi. Dạ không phải con nó lãnh, dạ chắc nó lãnh tiền của con đó. Đưa cho con để con mình chịu sư phụ. Đó có đại phước đó. Con tặng con về con nói nó mẹ sẽ đưa con tờ này con đưa 50.000. Đại sư phụ nói á cái tiệm của con sẽ bán đắt nhờ tờ này. Dạ. Nhiều tiền nó cũng mua. Khu này là em xây 10 cái unit nè. Tóm lại là nó là một cái tôn giáo để cho trong nhân loại trong tương lai á, sau này hết Putin, hết thể chế cộng sản, hết những cái mà bất công, nó phải có cái nền đạo để đưa cho một cái thế hệ sau á sống có sự bình yên và an bình, thì phải có cái đạo. Chứ không phải mình dẹp hết mấy thằng lãnh đạo điên này rồi á, mấy thằng lãnh đạo điên khác nó còn điên dữ hơn nữa, thì lúc đó thế giới sẽ đi về đâu? Nó phải có cái đạo đó.